Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Jippo Hải Nguyễn. Thì hôm nay em soạn được một ít Jippo cỏ cho anh em mồi thuốc ha. Giá cũng mềm. Với lại nên kèm đó thì em lên cho anh em có chơi bật lửa xưa. Hàng chính hãng thì chốt ủng hộ em ha. Kích thước cũ bên em là chuyển khoản đủ phí ship, có cọc giùm em 100k nha. Còn anh em ở Sài Gòn thì có thể đến trực tiếp địa chỉ của em ở Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google á, anh em chỉ cần gõ Jippo Hải Nguyễn là có địa chỉ của em. Rồi, những anh em mới xem video chưa đăng ký kênh thì cho em xin luôn một lượt đăng ký nha. Em xin chân thành cảm ơn anh em. Rồi em vô công việc luôn. Con HB Slim xả sơn. Xả sơn tĩnh điện nha anh em. Nên cái lớp rơm nó đẹp như mới. Cái này là vân tay thôi. Nói chung là lớp rơm đẹp. Sản xuất 201. Trên nắp nó có cứng đầu kim nè. Ở đây nó cũng có dấu cứng đầu kim. Con này tại vì xả lớp sơn ra nên nó còn cái mặt rơm nó đẹp như mới vậy nè. Ruột lệch 2000 nha anh em. Ruột cũng còn khá đẹp. Nói chung con này còn đẹp. Có cấn 2 điểm đầu kim. Bánh bén. Nói thuê với mấy anh em những là anh em chưa biết thì cái dòng Slim nó cái búa cam này nó hơi lỏng lẻo vậy nè. Là do lỗi của hãng anh em. Dòng Slim nào nó cũng bị vậy hết ha. Mặc dù là mới hoặc cũ vậy nó cũng bị vậy hết ha. Để anh em chưa có biết thì nhiều khi thấy nó lỏng lẻo vậy em tưởng đâu nó bị lỗi. Mà này của hãng nó sản xuất ra dòng Slim là nó bị vậy ha. $250. Anh em chốt con nào chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em ha. Số Zalo của em. Rồi, em lên một con Slim nữa. Con này lớp rơm thì nó có hơi xước xát chút. Nhưng mà lớp rơm đẹp thôi, không có bong tróc gì hết. Con này sản xuất 84. Lớp rơm cũng đẹp, chỉ có xước của dạng của dòng HB mình thấy nó dễ xước. Anh em coi nè, dòng Slim nào nó cũng bị nha. Con này sử dụng ruột hai mặt chữ ha. Bán luôn. Số 2 350. Rồi em lên con Black Eye. Em lem zin, chủ đề zin ha. Lớp Black 2 này còn khá đẹp.
cái dấu dấu tán bánh xe này được tán lại, tại vì nó bị cạc đá nặng quá thông nó không được, nên em đục cố bánh xe ra em thông đá ha, chứ là bánh xe zin nha, chỉ có đục tán bánh xe ra tán lại thôi, vì để chướng bánh xe ốc ba con dướng cục đá bự quá, nó dày quá cao quá quan không nổi. Bánh bén lư gà khỏe ha, bánh zin nha, đợi xíu đi để quan quay rồi. Lên con dòng mạ bạc nhập xuất nhật gấp mạ bạc còn nguyên hai trên này, nó nhìn nó xước xước không biết phải cái mẫu nó cái kiểu nó làm không mà nhờ, thường thì chắc này đã bị xước chứ không phải là tầm người ta mẫu làm vậy, cắt full nắp ha, limited luôn. Lớp màu bạc thì nó màu nó lên vậy nha anh em đánh cái lớp màu bạc thì nó sáng bóng đẹp lắm, nếu mà để như vậy nè anh em đánh ra là nó vậy nè, nó sáng vậy nè, cái này là còn màu bạc luôn nè, cái này còn lớp màu bạc luôn, anh em thấy nó đen đen vậy chứ anh em đánh lên một cái là nó sáng vậy nè. Lớp mạ nguyên xi nha. Đằng sau nó có gợn 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 nè. 2m5. Không ảnh hưởng gì hết. Đại sức 204 luôn. Ruột trùng 5. Số nhưng mà nó chủ đề nó khá độc. Con này là phủ Midnight 214. Nhưng mà ở dưới lớp rơm á là nó có chủ đề school, tức là đầu lâu hai mặt. Nếu mà anh em xài chán xong rồi xả bỏ cái lớp này ra là dưới mặt nó có kiểu như là nó khắc CNC. Tại vì ở trên này là rờ không thấy nó cộm. Là nó nằm cái chủ đề nó nằm ở dưới, chủ đề này cũng khá độc mà em mới gặp lần đầu, tuy đời số thôi em thấy chủ đề đó. Là nó nằm ẩn ở trên lớp rơm dưới ở bên dưới á, lớp Midnight cũng còn khá đẹp, đây có cấn nhẹ chốc nhẹ chốc Midnight chứ phải cấn. Đây cũng có chốc nhẹ.
Ừ, con nào chụp màn hình gửi Zalo giùm em nha. Rồi, em lên một con đồng zin. Mã số 594. Màu này màu đồng này lên, nó lên khá đẹp nên em không có đánh ha. Lề thì lề zin nhưng mà nó có dấu của chủ cũ á, nó làm nó bóp sao mà nó để lại dấu. Lề zin ha. Có cấn nhỏ nhỏ. Cấn nhỏ nhỏ. Ruột là 95 nha nè. Tình trạng sửa chữa hay thay thế gì em sẽ báo trên video ha, còn nếu mà không báo thì nó chưa sửa chữa nha. Thôi đừng có lục đồ ta mà thằng này. Lên con HB nó có xước ha, chủ đề Toyota. Anh em nào đi xe hơi quốc cái này vô là đúng bài luôn. Con này không cấn mớp gì, nó xước mà anh em. Xước của dòng HB ha. Nhưng mà cặp bên ngoài thì nhìn nó đẹp lắm. Con này không cấn mớp. Sản xuất 2000 một kép. Ủa một đơn chứ. Ruột trùng 5. Con là bạc em đánh cho nó sáng lại rồi, ở đây nó chốc hơi chốc lớp bạc ha, nó có chốc bạc. Sao mặt chóc bạc à. Năm con này hay. Ruột trùng 5 luôn. Số 8 500 kè. Rồi em lên con.
con này là dòng cũng dòng xuất Nhật luôn, limited. Con này thì ở đánh bay lớp lớp keo rồi, nhưng mà lớp bạc còn nguyên si, lớp bạc còn nguyên ha. Em lem này em dán thêm em lem của Harley Davidson, dán lên thêm. Em lem này nó nhìn nó hầm hố, nó dày, thì anh em về không thích thì có thể tháo bỏ để trơn cũng được. Lớp mạ nó còn đẹp, nó có xước xát, nhưng mà lớp lớp mạ nó còn nguyên lớp bạc chứ không phải là bay hết bạc. Xuất năm 99. Có xước xét lớp bạc, nhưng mà lớp bạc luôn còn nguyên không. Ruột 99 trùng. Em lem mua lẻ không mà 100.000 rồi đó anh em. Có bán em lem lẻ hả? Lên con này đồng zin, đồng zin em lem này hàng chì. Chủ đề này là em làm ha. Rồi, cái này để em đổi ruột. Con này 93. Em đổi ruột mờ mọc giai đoạn cho anh em nha. Anh em chốt thì có gì em đổi ruột, em kiếm ruột có sẵn rồi, giờ gắn vô thôi. Nãy bỏ lên đánh bóng mà quên đổi cái ruột lại. Còn gì cái ruột này nãy, để em đổi cái ruột đúng của nó. Rồi con này chủ đề tự làm nha anh em, bản độc quyền. Rồi hết chip bô, giờ em lên giới thiệu ba bật lửa. Con một con bật lửa Nhật full hộp sổ. Tình trạng new. Ba lâu. Da băng anh em. Tình trạng new ha. Con này sử dụng bất bột. Con này thập niên 70.
niên 70, Nhật sản xuất nha anh em. New full hộp sổ. Anh em nào thích chơi bật lửa xưa thì chốt thì chơi. Đây là một con nhôm khói của Mỹ sản xuất thập niên 50, có cấn dầm 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 lề 4 cháu, có cấn dầm nhẹ hơn em. Mặt trước em lem, mặt sau rồi. Ruột nhôm luôn nha anh em. Ruột nhôm, và cái ruột này là ruột bông khói. Bất của nó là bất bột. Bất bột xài chung với giúp bô luôn á. Con này tình trạng nó khá nhẹ. Thì nhôm phơm này phơm slim. Phơm như con slim vậy. Nhưng nó ngắn hơn chút. Thấp hơn chút. Hai trăm rưỡi. Con này cũng nhôm, vỏ nhôm luôn. Storm King thập niên 50 luôn. Nó cũng có cấn dăm dăm hàng xưa. Bật lửa xưa nha anh em, sử dụng xăng đá luôn ha. Stop kinh buộc tắt xe máy. Buộc cũng của Mỹ. Con này nó không có sử dụng lưỡi gà ấy, nhưng mà sử dụng lưỡi gà hông vậy ha. Rồi. Một cặp cò bổ Nhật thập niên 60. Playboy. Tình trạng nó khá đẹp. Tình trạng khá đẹp, bánh xe bén. Tình trạng khá đẹp anh em. Thập niên 60 nha. Anh em lấy cặp này thì 450, còn lẻ thì 250 một con. Lấy một cặp thì 450, còn lấy lẻ một con thì 250. Lên một con lip arm Mỹ sản xuất, con này cũng thập niên 450, vỏ thì thép, chất liệu thép, nó rỉ sét ha, dòng này dòng xưa Mỹ ha. Cơ chế hoạt động này bánh bén à. Đó.
150 nha anh em. Cửa xưa của Mỹ sản xuất ha. Rồi em đây con cuối cùng. Đây là con Colibri của Đức. Của Đức sản xuất. Con này thập niên 40, cuối 40. Con này mạ vàng, có lớp vàng, có phôi phai chút. Cái vỏ ngoài vân sóng. Khá đẹp ha. Con này mạ vàng toàn thân nhưng mà nó có phôi phai nha anh em. Và cái cơ trượt của nó là nó khác với thằng cò mổ này. Cò mổ này nhấn xuống rồi. Nó hơi không có xài sướng bằng cái cơ trượt này. Cơ trượt này gọi là slide automatic. Tất cả sử dụng xăng đá hết ha. Đồ tao mày đừng có mò vô được, mày được không? Mày ngộ quá. Nếu mà bao da qua sử dụng nha nè. Còn cái bao da này nó hơi cũ, em để 150. Nút rồi cũng sử dụng tốt ha. Và cái này là kẹp vô lưng quần chứ không phải là loại mà dây nịt sọt qua ha. Cái này thấy nó hơi cũ cũ mà vẫn sử dụng được bình thường ha. Cái này là 150 nha. Anh em nào chốt chụp màn hình gỡ qua giùm em. Một cái bao da cũng còn cũng đẹp hơn. Nó màu đen, cái kia màu nâu. Bao da này zin hãng. Rồi cái này là 250. Anh em chốt thì chụp qua màn hình gửi qua giúp em. Rồi em sẽ xuống video đây ha. Anh em chốt cái nào chụp màn hình gửi qua giúp em nha. Số Zalo của em có bên dưới. Rồi, xin chào anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành.